Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, xin chào các bác. Hôm nay bên em lại về một xe tải đi ạ. Chấm bốt 1200 và B3 rất là nhiều đi ạ. Vâng, phục vụ các bác dịp cuối năm đi ạ. Các bác yên tâm tha hồ hàng cho các bác chọn lựa. Cháu bảo đi bộ thôi hả cháu ơi? Được nhá. Vâng, B3 lại về rất nhiều. Năm sang nhà chú Vân, chở cái một chuyến bỏ loa lên cho có mập cho anh ấy sang luôn đây nhá. Vâng, bên em sau khi đây cả một xe tải tấn 25 đấy ạ, đầy ập luôn ạ. Vâng, đã hết rồi. Vâng, thì đây là những cái thùng hàng mà bên em đã bê về. Đây, kho lạng chất rất là nhiều. Các bác tao chọn lựa cho mình nhá. Đang thở đây các bác ạ. B3 này. Bốt này, rất là nhiều. Vâng, sau khi bên em đã về rất là nhiều giúp B3 cả bát mặt trước con chỉ đỏ bát 50, B3 77 và cái B3 817 bát đối đất và dạng hầm. Và thì bên em cũng về rất là nhiều cả mấy ngày hôm nay về rất là nhiều ạ, để nên bên em đang giới thiệu đến các bác và bên em cũng test luôn sản phẩm vừa về bên em xong ạ. Vâng, và bên em cũng hướng dẫn cho các bác là cách chọn trầm làm sao hợp lý nhất với cái không gian nhà mình, với thể loại nhạc mình đang nghe. Vâng, thì đầu tiên nói về cái top B3 77 gân chỉ đỏ bát 50 mặt trước đi ạ. Vâng, thì đầu tiên các bác phải phân biệt được là chúng ta nghe nhạc gì, hay nghe ấy, là hay nghe nhạc gì nhất. Vâng, các bác có người thích nghe nhạc bolero, còn có những người thích nghe nhạc remix, DJ bốc lửa. Vâng, thì cái đấy mình chúng ta phải phân biệt được là chúng ta hay nghe nhạc gì nhiều nhé. Vâng, sau đó chúng ta mới tính đến là không gian gia đình, không gian cái phòng mình muốn đặt cái súp đấy, đó là không gian mở hay là không gian khép kín. Vâng, thì vì thế chúng ta mới có một cái hướng để chọn trầm sao hợp lý nhất. Vâng, thì về cái không B3 mặt trước đi ạ. Vâng, thì B3 mặt trước này thì nó cũng không kén không gian nhiều và chơi đủ các loại nhạc bộ bã được. Vâng, thì cái này cũng có thể vừa nghe nhạc remix vừa nghe nhạc trữ tình được ạ. Vâng, cái này định thiên về cho các bác có những cái không gian nhà hình dạng ống ạ. Vâng, hình ống thì và có một cái không gian bày đằng trước, ví dụ là đây em đang bày như này, thì em đang bày ở đằng trước đây, thì các bác có một cái không gian đằng trước bày giúp B3 bát mặt trước này thì rất là hợp lý đấy, phụ thuộc vào không gian và phụ thuộc vào sở thích nghe nhạc. Về cái giúp B3 cân chỉ đỏ bát 50 mặt trước thì khá là nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Vâng, vì chất âm nó rất hay, rất là uy lực, rất là mạnh mẽ. Vâng, thì với cái không gian có đằng trước này, các bác bày một con B3 bát 50 mặt trước này thì cực kỳ là hợp lý. Rất dễ trưng bày. Vâng, thì em cũng vừa giới thiệu về cái súp B3 bát mặt trước gân chỉ đỏ 717 đi ạ. Vâng, thì bên em cũng đang test luôn cái súp B3 đấy. Vâng, còn quay sang cái súp B3 đây, hết nhạc rồi ạ, đợi em chút xíu. Vâng, em mở nhạc tiếp đi ạ. Vâng, thì nói về cái B3 817 bát đối đất đi ạ. Vâng, thì về cái chất âm của hai cái dòng này thì khá là hay, được đánh giá trên thị trường là tốt nhất, lọt vào top những sản phẩm trầm tốt nhất hiện nay và giá thành thì khá là hợp lý. Vâng, thì đây là bên em đang test trực tiếp hai con cho các bác đấy ạ. Vâng, về 817 thì lại cần những không gian khép kín, chẳng hạn như những cái không gian nhà hình vuông mà được khép kín và nó không kén những cái chỗ để trưng bày và để đặt góc. Vâng, ví dụ là nhà các bác nó không có những cái góc bày đằng trước. Đây, cái này có thể bày được dưới gầm cầu thang hoặc là những cái góc tường, rất là hợp lý. Các bác có thể di chuyển các góc rất là thoải mái. Vì thế mà cái 817 này tận dụng được rất nhiều góc trong không gian gia đình nhà mình, mặc dù là hạn chế về góc đặt cái súp.
đấy thì là về cái 817 thì rất là tiện. Thì bây giờ em sẽ mà cái 817 này, B3 817 bát đồ đất này thì là nghe nhạc Bolero thì cực kỳ sâu và mềm vì là đánh được cái chất âm 360 độ. Vâng, em đợi em chút xíu, em sẽ cắm cái tín hiệu vào cái B3 817 này cho các bác trải nghiệm luôn ạ. Vâng, thì em quay ra đằng sau cái B3 817 các bác nhá. Vâng, đây em đang test trực tiếp luôn đấy ạ. Vâng, cái xúc điện thì là đấu cũng rất dễ thôi. Bên em cũng có rất nhiều video hướng dẫn cách kết nối cái xúc điện này với âm ly, với cục đẩy công suất, hoặc là với đằng sau vang, hoặc là đằng sau idol, rất là dễ. Vâng, vì là nó chia ra rất nhiều kiểu kết nối. Thì đây em chỉ là giới thiệu cái cách chọn lựa xúc làm sao cho hợp lý nhất. Vâng, sau khi em đã bật tín hiệu lên và vâng, chúng ta lại quay trở lại cái phía sau của cái xúc B3BS817 đi ạ. Vâng, xúc đôi đất. Em vừa có cục điện thoại xong thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi ạ. Vâng, thì là cũng hướng dẫn các kết nối rất là nhiều. Thì đây là cái xúc đôi đất thì nó cho được chất âm 360 độ. Và cái chất âm này đặc biệt là sau khi nó nhận tín hiệu từ từ vang và đẩy thì nó sẽ đánh xuống mặt bát này các bác này. Và sau đó nó cho xuống cái nền cái tiếng trầm ấy, nó đánh xuống dưới nền. Và sau đó nó tỏa đi thì không gian phòng nhà chúng ta 360 độ. Vì thế nó cho chất trầm rất là êm và sâu, rất là dễ chịu. Vâng, đấy là cái đặc điểm của cái bát đôi đất. Vâng, còn cái bát B3 mặt trước thì là đánh trực tiếp tới tay chúng ta. Đây là được cho gọi là chất âm định hướng. Vâng, khi mà nó nhận tín hiệu nó đánh bát thẳng ra đằng trước, rất phù hợp cho những cái nhà hình ống. Vâng, mà có chỗ để ở phía đằng trước. Đấy, ví dụ là chúng ta có kệ TV, có đôi loa để hai bên như của em đây ạ, thì các bác có chỗ đặt. Nhiều gia đình nó không có chỗ đặt đằng trước đâu ạ, thì người ta phải có bác phải tìm các góc để đặt những cái súp này. Nhưng cái bát B3 717 này mà đối với các gia đình mà các bác không có chỗ đặt đằng trước thì phù hợp với nhà ống. Vâng, thì các bác đặt cũng khá là hợp lý. Gần đặt đằng trước này là súp B3 này nó đánh cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đấy ạ. Còn cái 817 thì là không kén không gian. Cứ các bác nào nhà hộp, nhà khép kín ấy thì các bác đặt các góc cũng được. Đấy thì là đặc điểm của hai cái súp mà bên em muốn hướng dẫn cho các bác cách chọn lựa. Thứ nhất là về cái phong cách nghe nhạc. Thứ hai là về cái không gian gia đình nó phải phù hợp. Vâng, về cái tầm giá của cái súp B3 cả mã là 17, 18, 17 để nói tầm tiền và cái chất âm thì không một cái súp nào có thể vượt qua được cái tầm tiền này ạ. Chỉ có là cái súp B3 817 và 717 là đứng đầu bảng luôn. Đấy thì là em đã hướng dẫn các bác cách chọn lựa trầm làm sao phù hợp nhất. Vâng, bây giờ em lại test thử cái súp B3 717 cho các bác. Bát 30 mặt trước ạ. Vâng, chúng ta quay trở lại phía sau cái súp B3 717 bát 30 mặt trước đi ạ. Vâng, đây là bên em cũng đang đấu trực tiếp đây để test rất chậm đi ạ. Vâng. Vâng, hiện tại là cái súp vâng, em lại có điện thoại ạ. Vâng, thì bên em cũng về lô hàng đấy, thì bên em cũng hướng dẫn các bác cách chọn lựa trầm làm sao phù hợp nhất với phong cách của mình này, với thể loại nhạc mình nghe này, với không gian gia đình nhà mình này. Thì đấy là những cái mà bên em muốn hướng dẫn các bác rất là chi tiết. Thế nên là bên em cũng đang test trực tiếp những sản phẩm bên em mới về cho các bác trải nghiệm. Vâng, về chất âm thì hai cái đều là hay như nhau các bác nhá. Thì là các bác nào thích nghe lực, uy lực, các bác nào thích nghe mềm, sâu, lắng đọng. Đấy thì là bên thì các bác sẽ chọn lựa được cho mình những cái trầm phù hợp nhất. Dàn karaoke gia đình mà có thêm trầm hỗ trợ thì cái giải âm nghe rất là hay, rất là sâu, nghe rất là ấm và dễ chịu. Vâng, em lại có điện thoại. Vâng, sau đây em sẽ thử nhạc không có trầm cho các bác nhé. Đây là nhạc đang có trầm đấy ạ. Quay đằng sau tắt trầm đi ạ. Đấy, nhạc không có trầm thì các bác phân biệt được là nó khô và thiếu giải, nghe nó hơi khó chịu ở cái tai của mình ý ạ. Vâng, vì thế chúng ta nên hỗ trợ trầm vào cho cái dàn karaoke gia đình. Vâng, bật trầm lên cho các bác trải nghiệm này. Đây ạ.
nông chất trầm rất là sâu, rất là dễ chịu và rất là chắc gọn. Đấy, nghe rất là uy lực. Vâng, vì thế các bác hãy chọn lựa cho mình những cái sản phẩm trầm tốt nhất trên thị trường và giá thành lại cực kỳ hợp lý. Vâng, lại còn phù hợp với không gian gia đình nhà mình, cái thể loại nhạc mình hay nghe. Vâng, đấy là cái điều mà JK Audio mình sớm mong muốn đến với các bác. Vâng, bác nào chưa đăng ký kênh YouTube JK Audio mình sớm, các bác hãy đăng ký nhé. Vâng, các bác nhớ ấn chuông để cập nhật, để có nhận được thông báo bên JK Audio mình sớm cập nhật hàng ngày đấy ạ. Vâng, sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc chuẩn bị đón năm mới 2019 an khang thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Một bác nào mà mua cũng có thể để lại số điện thoại trên kênh YouTube thì bên em sẽ gọi điện tư vấn cho bác trực tiếp luôn ạ. Hoặc các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên JK Audio Minh Số để được tư vấn miễn phí. Và thông tin thì bên em để rất là chi tiết ở trên kênh, trên video hay là những cái đường link rất là chi tiết cho các bác để các bác làm sao mà tiện nhất và hợp lý nhất ạ.